Hi, rất vui được gặp lại anh chị và các bạn trong clip review đàn hôm nay. Trong clip hôm nay thì Thân Nguyên sẽ tiếp tục review và test cho các bạn được nghe âm thanh của cái đàn guitar AT03C LP của Thuần Guitar. Đấy. Thì cây này ở video trước thì Thân Nguyên đã review một phiên bản gò màu sơn màu. Đấy. Sơn màu. Thì rất nhiều bạn muốn nghe âm thanh của cây mặt trắng này. Thì lại Thân Nguyễn lại tiếp tục để review lại và đánh lại để anh chị và các bạn có cái nhìn khách quan là mình có một cái sự lựa chọn nó hợp lý. Đấy. Ở video trước thì các bạn đã được nghe cái màu tối này rồi. Đấy. Thực chất thì nó chỉ có sơn màu lên thôi. Đấy. Nhưng mà rất là nhiều bạn là đang băn khoăn là không biết là âm thanh nó khác nhau hay không. Thì trong clip hôm nay thì Thân Nguyễn sẽ review lại, đánh lại cho đánh thêm để cho anh chị và các bạn thích cái mặt nguyên bản của nó. Thì đây vẫn là một cây có lưng hông ở gỗ Sapele. Ok. Rồi, trước khi nói qua về cấu hình của cây này một lần nữa thì Tân Nguyên sẽ lại tiếp tục đánh cho anh chị và các bạn nghe âm thanh của nó đó nhé. Đấy, về cảm nhận thì Thân Nguyễn là thấy nó không khác gì cái âm thanh của cây phiên bản là gỗ mặt là VS này đâu nhá. Đấy. Rồi. Về cấu hình của cây này thì cây này có giá là 3 triệu 2 nhé. 3 triệu 2 một phân khúc thấp tiền của Thuần Guitar và sở hữu cấu hình là full gỗ thịt. Mặt trước là gỗ thông. Gỗ thông Sitka nhập khẩu. Lưng hông là gỗ xoan đào. Solid, gỗ thịt nguyên miếng. Đấy. Cần đàn là gỗ mahogany nguyên khối. Đấy. Khóa đúc inox màu đen. Đấy. Cầu ngựa và mặt phím được làm từ gỗ mun theo thông số nhà sản xuất. Inlay logo Thuần Guitar một quân hạt. Kèm theo một cái miếng dán chống xước bằng gỗ ở đây. Rồi. Có ti chỉnh cong cần đàn và action tiêu chuẩn 2.5 đến 2.8 tùy mỗi người một sở thích. Ở đây thì Thân Nguyễn đang để 2.7. Đấy. Thì Thân Nguyễn để đánh cho nó âm thanh nó cao thì anh các bạn để action 2.8 thì các bạn đánh lực tay thoải mái, nhưng các bạn để action 2.2.0 hoặc 2.5 thì mình sẽ phải đánh nhẹ tay hơn. Và trong clip thì mình clip hôm nay thì mình sẽ để action 2.6 2.7 đánh cho nó thoải mái. Rồi, các bạn cùng lắng nghe lại âm thanh của nó này. Thank you.
Đấy, clip này thì Tân Nguyễn muốn review test nhanh để cho một số bạn là thích cái cây mặt thông Senda, thông Sitka nguyên bản này. Đấy. Thì các bạn cùng quan sát và lắng nghe một đoạn âm thanh của Tân Nguyễn review nhé. Này. Ok. Nếu như anh chị và các bạn thích mẫu này trong phân khúc 3 triệu 2 thì có thể liên hệ ngay Zalo Tân Nguyễn để được tư vấn và giới thiệu thêm nhé. Clip này thì Tân Nguyễn sẽ dừng ở đây. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.